xong rồi bánh đi hã làm, hã làm cá cứ làm loạn lên chốc nữa rồi không đâu vào đâu. Chỉ hai nồi chứ bao nhiêu, chỉ lấy ba nồi. Cần này nó mượn ba nồi, nếu có nồi to hai nồi thôi. Tám củ cái hai nồi cũng được. Nồi về em hôm nay bốn củ cái không được hai người. Đấy thế mà. Thì cứ ăn tham vậy. Ăn ăn tham vậy. Sợ tao mượn hết son. Quá vui luôn, mọi người quây quần đang gói bánh chưng. Anh sếp em cắt sắp xếp rồi đấy. Cũng nhanh phết đấy. Ừ. Đó. Đấy. Quá là ngon lành cảnh nhà. Bốn thợ mà. Nên vèo cái là cái xong. Cả nhà đang học gói bánh chưng. Anh cứ để đi em cắt một loạt. Ngồi đợi ấy đau lắm. Đẹp mình cái này cho nó củ nó kín thì cho nó biết cái gì đâu. Phải xe ô tô đóng dao phải. Em bé cũng có tham gia gói bánh chưng luôn. À, cái là, à, cái là, tước tay cháu. Lấy lên lấy cái bánh, anh cắt cái lạt trước tay cháu. Ừ, đất tay cháu. Đất đây con nào? Mẹ ơi, bé lên. Đấy, ấy trời nó khỏe lắm. Khỏe lắm. Nha. Đấy, ra cụ nha. Làm thợ gói bánh chưng. Ra cụ mà chưa gói được, bố mà còn đang đi học. Đang gói thi. Làng tôi đang gói thi. Xem là ai về đà đích đầu tiên. Gói bánh chưng có thưởng đây. À ơi, cái gì nhá. Làm nào đổ xong để cả lần tiên nó bằng một cuôn. Nếu mà cái mép nào mà nó thiếu thì lấy cái lá nhỏ lại đế là đế thêm giữa. Đấy, gói bánh chưng cả nhà gói bánh chưng thịt thái nhỏ quá. Ừ. Thái với tí thịt này phải cho hai miếng. Nó định không ăn thịt cho hai miếng. Tại đây. Vâng. Tính đủ hai miếng. Giúp thì mày quá. Xong cuối à không bảo lại không? Xong các bạn chúng ta là chân. Pha đôi ra. Thôi nếu thừa lại tiếp cho ba thêm. Cứ đi tìm miếng to. Này này nó lên. Trong chạm với rách tay vì có cái lạt. Có cái lạt đấy đúng rồi. Sắc đố gì cho giữa đâu mà. Ừ. Gạo, anh... đỗ, thịt, đỗ, gạo, được chưa? Đỗ nhiều đỗ quá. Anh này thi ăn tham nhiều đỗ, không ngon. Sạt xong rồi cho rồi xong cho gạo. Được rồi, thế là xong rồi. San cho nó thẳng. Đấy. À đây rồi. Ông năm đến mời nhưng mà không lên được. Có ông thợ to. Ừ, trời ơi. Cầu cứ như con mong mẹ về chợ ấy. Để ghế mà ngồi. Chặt hết cái đống xương ấy cũng khá đấy. Mương ơi, dạ. Ta quay phim chưa mà mày tươi mày quay ngoài đưa camera. Đưa camera là gì? Ra vừa với chú. Đã làm rồi.
Ờ đúng rồi, làm một cái lòng này nó mới nhỏ nhỏ gọn gọn này. Lòng rồi. Quảng cáo gớm. Đúng rồi, hôm qua có cái găng lầy mới là để mở ấy. Ừ, để mở những cái son cá ngày hôm qua. Chơi toàn chơi khó nhau nhỉ, mở son cá ngày hôm qua không ấy. Thôi mình mặn, tiết này thau này chắc là mặn. Đấy là hai con đấy, cho thêm mấy nước. Thế là rồi hả? Không phải để tôi bớt mà đấy. Cái con chanh mà, cái là mì. Để cho thêm nước mà. Ôi như thịt chó nhỉ, ngửi mùi như mùi thịt chó luôn. Nói đơn giản hàng xóm là gì cho mình với ở Trung Quốc và ngoại anh. Đúng không? Mình không thể nói ghê được cả. Đây là các cháu mình cũng là nói chuyện với nhau. Đấy, thế này nói công thì thế thôi. Cũng phải sống với hàng xóm thế là thế nào? Trong những cái làng nông cao ở Bắc Ninh bây giờ trông không? Người ta biết thế, người ta biết thế, người ta biết thế. Chết rồi, gói bánh chưng lậu của ông cán bộ ông và ông bắt lại. Gói bánh chưng lậu. Đây chú có tự ấy được rồi. Bây giờ đang con lo việc lớn. Chú ấy nước là cháu nha. Hết. Đại tuyển đội quân mới thi để đấy, gói bánh chưng. Không không cần cắt đâu, cứ để đấy tí nữa cháu cắt cho. Cháu làm cái chân long quang cắt. Mọi người cứ gói cứ để đấy. Tí nữa ra cắt sau. Cứ gói vứt ra ngoài, vừa gói vứt ra ngoài là được rồi. Đội nhà đang gói bánh chưng. Nhiều lắm, nhưng mà người ta bảo mai mới mang ra nhiều hơn. Sáng mai ra mua. Bây giờ tán những cây kéo 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 kéo. Có cái bánh 16 đi. Bánh gì giải nhất đấy. Bác Dương cứ chụp cái ảnh vào đây tôi học ngoài đây. Tán tay dao tay thớt. Bố đang làm thì về nào được. Chị đi. Bố đang làm. Không về được. Không ăn thì nhịn. Ăn đi về với chị đi thôi. Bố làm này, con làm cái bố đang làm ra. Ê, ra đây. Nó bỏ đây.
7 tháng mất luôn rồi. 7, 12, 14. Anh làm 14 cắt cho em. Đây. Bánh chưng. Đây. Đây là gọi là thái lem. Thái lem đi hả? Ở trong miền Nam có cái thái này không chị? Tí thái sống này xong cho thính vào nó mới nở. Không. Cái lan sống. Thế à? Đây nó mắm cốt ngon. Ướp vào tí. Một điều. Thế cái mỡ này thì lại tí nữa thái cả mỡ. Ô ăn cả mỡ luôn. Ăn cả mỡ luôn, nó ngọt. Thế à? Vâng. Cái này mà bỏ anh Nam anh khéo tay anh thái được thì mẹ tôi cũng thấy chồng tôi làm bầu ăn. Dạ vâng, anh thì cũng con ông chỉ họ nhà con họ nhà chỉ con ông họ con ông đạo. Chị không chị bảo con ông chỉ họ nhà đạo. Con ông chỉ họ nhà đạo. Ăn cho mà kho hết. Đàn con ông chỉ họ nhà đạo thôi. Đạo quá. Chuối xanh để làm cho cá. Ừ. Chuối xanh cho cá ngon đấy. Quá hợp lý. Này là ai nhận ở nhà tối đúng cái này đấy. Ngoài em ra còn thằng nào nữa mà ai nhận? Bảo ông Tuấn với Vũ Vĩnh đợi đấy. Ông Tuấn cáo rồi. Ông Tuấn nhận nhưng mà lại mai em đi. Chuối này để tí cho vào cá ấy, các bác. Thôi nói chung là cũng không có cái gì nặng. Lại vẫn mà nếu mà như năm ngoái kiếm nước tê người đấy anh ạ. Có điều kiện ôi trời. Không phải không? Nó nhiều. Quái châm một mình tê đấy. Anh cứ tưởng mình cái năm ngoái em châm đây Khải hỗ trợ xong. Châm cái gì? Tào lạ, giờ nay năm nay có chị Hương rồi. Châm bánh chưng á? Châm cỏ, châm cỏ. Được rồi, đây châm cho. Nhưng mà phải đổ nước. Dĩ nhiên rồi. Đổ liên tục cái kiểu nước có 20 cái này này. Này chai cái thằng kia vào đổ nước à? Đấy, thằng này đây, thằng này đầu trông mà. Cho vào. Nó đang cua. Hai xô cá. 60 cân nhiều thế. Cân đây phong lên xong mà đủ hai vại giờ. Vại không đủ. Nhiều cá lắm. Thưa. Sợ thiếu ấy. Thiếu. Đây rồi. Có hai ba khúc đã đầy một xong rồi. Có vài khúc đã đầy một con xong rồi. Vại luôn đi trước hai nồi. Hai nồi chục cân đúng 6 cân. Đầy, mỗi nồi 3 cân, không có. Bây giờ ví thử mà nó đầy quá bẻ đôi này ra. Bẻ đi. Chặt ra cái không là... không cứ để cả khúc to bây giờ những điều là chặt to quá, ai chặt khúc to thế không, nhưng mà không chặt khúc to này thì là nó ấy không sao đâu, có chia đều không, chia đều chứ để cho lên chín cân nhá. Không chân này. Có lẽ là đầu với đuôi mới lại ấy, có chia đầu đầu đuôi ừ phải ấy chứ kho, không đến cuối kho 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 đi còn thừa kho đi còn thừa xin để kho bằng xong nhôm. Không phải xin mà chị lấy luôn đi. Đang ướp, đang ướp, đang ướp. Ướp. Đâu cho chuối này, chuối ra đây. Đây. Vớt ra cái rổ cơ. Lại để thế nó vẫn. Ướp cá để kho. Chúng tưởng chuối cũng lót luôn ở dưới hả bác? Không, chuối cho bên trên hoặc là lẫn lẫn được, để ra một cái gì cho nó róc nước lại. Mùi cho hết là khẩn. Để cho đủ gia vị ra đây thì mới mới bốc được, là cứ mỗi chỗ chạy mà tẹo. Hành. Hành thì mới các thứ gia vị về đủ ở đây mới xếp được đi. Nhưng
con nó mặn mặn nó bằng nó ngoài nhạt lắm. Mặn đi giờ biết thế nào, người thì ăn nhạt. Chốc người lém thử. Thật mặn nhạt mới cho thêm. Lúc thủy nhỉ. Ừ lúc lém thử. Chứ bây giờ biết thế nào mặn nhạt được. Không được. Chốc lém thử đó. Ước lượng là chính như thế cho độc lần là được. Ước lượng bây giờ biết thế nào một ước lượng mới lại mặn tương đối là được. Nước mắm chấm nếu mà mặn mặn thì về nhà cho bếp ga đun thêm đun lại nước mắm vào. Ra bảo lơ để làm cho nó ngon. Mặn thì lại chan canh mà. Mà mặn thì ăn thêm như thế được. Cứ như An bảo mặn nhạt thì chan canh. Cái bây giờ bảo vừa mỗi người mặn thì chan canh, nhạt không chan canh. Một cái đám gỗ người thì bảo sau đó đúng ngon đến một đám người là bảo đéo làm cái gì. Cái nó ngâm với cá. Thì nó đậm đà. Cá gì? Năm ngoái có hơi nhạt. Cái này đúng chưa? Phải ướp vài tiếng. Ướp như thường thường là ướp muối trước chứ không rửa. Ướp. Năm sau có quy đạo diễn món này. Ôi thế này thôi, sang năm không làm nữa. Thế này. Năm trước là cũng bảo thế đấy nhưng mà vẫn làm. Tốt nhất là thôi đi. Sao nhá, ví dụ em có bảo ai bảo không chứ. Cái này được chưa? Đấy, bác ok là cháu theo bác rồi. Trong một xong một cái đầu vào nữa cho đầu chưa? Đây, qua đầu rồi. Ờ, tốt đầu rồi, thôi được rồi. Chuyển đến kia kho luôn đi. Tốt nhất là sang năm vào ăn đi sai không phải mua nhiều là cũng mua được. Thì nói là bảo là mọi người không dùng nữa là xong. Thật. Nhưng mà ông lại cứ bắt cơ. Bắt thì bắt là do mình đấy chứ, tại ông nó bắt. Nhưng mà phải làm rồi, biết làm nào. Chẳng qua mình cũng muốn hóng hớt. Gọi con điện thoại miệng toàn dí mà gọi con. Nãy rửa đấy đuôi đi. Đuôi phía bên này đấy nè. Đâu đấy, đuôi rửa thôi mà chưa nhưng mà chưa ướp. Cho chọa đấy chứ. Thần linh bắt ướp đấy. Chứ chọa chọa vào đây. Trong trận nó bắt hãm cái nước tất đây thần mặn mà. Ăn phát đến răng thần riêng luôn. Đấy, ôi trời ơi. Đấy, ông ướp này mới là ngon này. Tưởng vậy thôi bác. Bỏ củ hành đây. Bỏ ngay củ hành. Tất cả phải gia vị phải ở đây thì mới... Đúng rồi. Chuẩn được. Chứ lại một lúc lại phải nhớ cái cái kia là không được đâu. Chắc lại quên. Đấy, gừng đã có đâu. Nào, chủ trương bơm mấy ít gừng nghệ ra đây để trước đây. Đây là mỗi ấy cho bài dòng mía để cho nó... Cái kia nó phải ướp sau thì đi bây giờ là ướp trước rồi xong rồi để ướp anh cứ để cho bao phút tiếng đi có người ta ướp được 6 tiếng làm này không có chung quay cho gì chả bóng lại là cháu mà làm cái gì thì khả năng chặt hoạn rồi không làm thì ăn thế được rồi mà không làm đừng chê thế bảo không thì lại ớt bao nhiêu bơm thì đã ớt cay cay rồi. Chúng có ớt rồi nhá. Ớt cho cả trăm một rửa. Chứ được chưa? Lại đã không làm rồi lại bảo không ngon. Cho cả dầu cho cả vỏ ớt bao nhá. Ừ, cứ cho vào kể cả hai quả cũng chảy ngược đi. Cháu cho cả cuống nhá. Ớt thối là chủ mới cho hết cả. À, cô cho cả cuống không? Được. Cuống vào nó vẫn canh. Đấy được sau nào mà sang kho luôn giờ không? Chưa chưa. Chưa kho giờ. Cái đẹp ơi. Chưa chưa cái này ra đi. Còn có cả nghệ nữa. Rồi là bát rồi. Đấy nó đang hàng vội cái này thôi. Không cho đi tàu nhanh không? Cái kia đi cho ra bát đâu. Tàu nhanh chứ cả. Chanh làm gì đấy Khải? Chanh thì bắt vào nó chua. Chanh là chú Linh chú kho có chanh. Chú Linh kho có chanh chưa đến làm. Nên là thôi bóng phần thì bác. Cứ không như chanh. Kiểu Ai để kho cá cho kho chanh. Ừ, đắng. Kho cá kho chanh là nó sẽ bị đắng. Không. Cho những cái này đi đi. Nhưng mà không cho nước. Có chứ. Thì ta cho nước thì mày cho nước thế nào mình. Không được.